That's fine. Làm gì? Không lẽ mua về làm đồ lựa cà phê? Trời đất ơi! Té ra anh Việt Nam hả? Tôi Việt Nam. Trời ơi! Vậy đâu có biết đâu. Tưởng anh Phi đó mời mua. Ủa Việt Nam hả? Dạ. Ủa mà hình như không phải dân tị nạn tôi này nghe. Ta thấy cái mặt coi như lạ lắm. Bộ mới tới đây lần đầu tiên hả? Xin lỗi cô. À? Tôi đã từng ở đây cách đây 20 năm lúc cô chưa tới. À. Rồi bây giờ tôi tới đây là vì cô chưa đi. Nói gì vậy? Ở đây hồi ở Phi cách đây 20 năm lúc tôi chưa tới, lúc đó tôi chưa có tới. À. Rồi bây giờ đó tới thì vì tôi chưa đi, anh nói với tôi không hiểu gì hết trơn á. Cô là cháu của dì Nam bên Mỹ phải không? Đúng rồi, tôi cháu dì Nam bên Mỹ đó. Ê, trời đất ơi, ủa hàng chi nãy giờ tôi thấy cái mặt anh tôi quen quen. Quen quen không? À hả? À, tôi nghe lời giới thiệu của dì Nam tới đây. Ừ. Cô thì cần đi Mỹ. Ừ. Còn tôi cần ít vốn làm ăn. Trời ơi, giờ trời ơi, anh biết không, giờ tôi nhận mới ra đó. Đúng rồi, anh là anh Võ Bần đúng không? Đúng. Nhìn cái mặt anh là biết anh Bần liền à. Ê! Cái này Bần đây là thanh bần trong sạch chứ phải bần tiện nha. Biết rồi, thanh bần trong sạch. Ờ. Trời ơi, ủa mà sao anh biết tôi đang tìm vậy? Thì hồi nãy dì Năm cho địa chỉ, à. Tôi tới nhà của cô. À. Thì nghe nói bà con lối xóm rồi cô đi ra ngoài này bán hàng dạo rồi. Rồi. Cho nên đây thì tìm cô đó. Anh lành đất Phi này quá hả? Trời ơi, đi 20 năm rồi mà cô. Dạ, nói nghe nè, vậy chứ sao mà dì Năm nói với thơ bên Mỹ qua nói là phải 2 tháng nữa anh mới qua, sao anh qua sớm quá vậy? Không phải, tôi xin nghỉ phép được. Ồ. Cho nên tới đây được qua đây dặn cô như điều quan trọng nè. Vậy hả? À. Nghe nè, anh lạ quá. Tôi còn giữ tấm hình của anh, anh thấy không? Trong hình à, cái mặt trẻ non à. Còn ngoài thấy quải quá phải không? Trời đất ơi, vì Năm gửi tấm hình tôi chụp cách đây 18 năm mới qua Mỹ đó. Ủa vậy đó hả? Ờ. Chàng chi trời đất ơi. Nhưng mà đừng có khi dễ nha. Quải quải chứ bây giờ tôi là công dân của nước Mỹ đó. Một hộp chủ quốc Hoa Kỳ đó. Có quốc tịch Mỹ, có passport đàng hoàng nè. Trời ơi. Tiền không mà nha. Dạ. Nói nghe anh. Sao? Anh ở Mỹ lâu quá, hèn chi thấy tráng nhăn quá trời thôi. Bậy. Dạ. Đừng nói vậy. Chứ sao? Cô qua Mỹ mà cô gặp ai tráng nhăn, cô nói vậy là người ta buồn lắm á. Chứ phải nói làm sao? Cô phải nói một câu rất là tế nhị. Dạ. Thay vì tráng người ta nhăn á, cô nói tráng anh nói mòn ra freeway. Mấy này mít lên làm, mít lên. Dạ. Thấy gì không? Thấy gì không? Vết chân chim. Không. Đừng nói vậy. Chứ sao? Cô phải nói là lối ra exit. À. Thôi hả? Thấy gì không? Mắt quá thụt sâu á. Đừng có nói thùng sâu, người ta buồn. Chứ sao? Đúng không? Thung lũng có tiền bill. Là sao anh? Tại qua Mỹ ai mà nợ nhiều quá phải lo cài. À. Mà cài 2-3 chốt, mà cài 2-3 chốt thì thiếu ngủ. Thiếu ngủ mắc quần sâu gọi là thung lũng tiền bill. Ồ. À, trời ơi. À. Anh đó. Về Nam viết thơ tôi nói anh Diễu á. À. Anh có máu Diễu á, Diễu vui quá. Diễu vui không cô? Dạ, anh kể về nước Mỹ tôi nghe vui quá. À. Còn tôi biết sao tôi thích đi Mỹ không? Sao? Tại vì tôi thích tuyết. Trời đất ơi, qua Mỹ lạnh người chết thích tuyết bà. Ờ, à, trời Phi nóng quá, tôi khoái mê tuyết anh ơi. À. Tôi mà qua bên Mỹ một ngày đầu tiên tôi canh ngày mùa đông anh biết không? À. Tôi sẽ lựa ngày lạnh nhất, tôi sẽ bước ra cánh rừng anh ơi. À. Tuyết phủ văn lạnh được lạnh, tôi mặc đồ mỏng, tôi mỏng tôi đi anh ơi. Tôi cứ thấy tôi đi, rồi tuyết rơi lên đầu, lên tóc, tôi nó lạnh. Tôi cứ đi từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, đi sang cánh rừng nữa, xong đi hoài. Xong rồi hốt lá cây ăn. Trời ơi, qua Mỹ tự nhiên đi cánh đồng này qua cánh đồng khác à. Tôi nói cô nghe, cô đi kiểu đó rủi mà bệnh vô một cái nha. Không có bảo hiểm sức khỏe là cô chết đó. Đâu có sao đâu anh, trời ơi, bệnh thì đi nhà thương có gì đâu. Em thấy ai qua Mỹ cũng giàu hết trơn. Anh coi nè, thấy không? Anh nói cái hình này anh mới qua Mỹ đúng không? Anh chụp nè, trước cái nhà lớn dễ sợ không? Đó hay chưa? Ai mà nhận hình bên Mỹ gửi về coi lại quan lầm chết. Sao vậy? Cái nhà lớn thiệt á. À hả? Nhưng mà cô thấy bên hông là gì không? Có cái đường hẻm. Không, bên Mỹ gọi là lối đi riêng dành cho người mướn phòng. Cái nhà ba lớn vậy nè. Thấy không? Cái nhà ba lớn vậy nè, tôi mướn phòng nhỏ xíu tôi ở. Ờ. Dạ thôi anh độc thân ở nhỏ không được, nhưng mà coi nè anh không,
anh đứng cạnh cái xe mới tinh thấy không? Mercedes á. À, biết của ai không? Của anh phải không? Không, của chủ nhà. Xe của tôi cũ xì cái bên kìa. Trời ơi, xe giống xe Lam quá. Xe Lam. Mới qua Mỹ đâu tiền mua xe cũ chạy đó bà. Vậy hả? Ờ. Em nói thiệt nghe, xem thấy kỳ ghê, ai ở Mỹ qua đây cũng than Mỹ cực á, nhưng mà ai cũng muốn đi Mỹ đó. Ừ. Bởi vậy đó em mới nhờ dì Năm em kiếm mối cho em ghép hộ đem đi Mỹ á. Trời ơi. Trời đất ơi bãi bà. Sao? Mình đang làm cái chuyện gian dối Mỹ rồi tự nhiên ghép hộ là ông xong Mỹ nghe rồi là chết á. Đâu ở đây người ta ghép hộ rần rần anh ơi. Thôi bà ơi. Thấy không, thì bà con vỗ tay không? Trời ơi, ghép hộ thì ghép hộ nhưng mà đừng cho ai biết. Mỹ biết được nó ghê lắm. Sao ghê, có gì đâu ghê. Không được đâu, ghê lắm. Anh làm gì anh căng thẳng quá vậy anh? Căng sống căng. Trời ơi, anh làm gì anh căng thẳng quá, em hết hồn anh tập tính em nè. Đó, anh đừng căng thẳng, mỗi lần em căng thẳng em nhìn ra biển thấy không? Đó. Đúng rồi. Là em là bạn của sóng mà, coi như là hết căng thẳng liền. Em là sóng xin chớ đừng là sóng, đã xô vào xin chớ ngược ra xuôi. Trời ơi. Trời ơi. Nè cô. Dạ. Cô làm thơ hoài. Cô phỏng vấn mà nói sai một cái là Mỹ xô cô về phi đó, ở mà xô ra biển. Sao có tôi nghe nè, bởi vậy tôi phải đích thân qua đây à, dặn cô những điều quan trọng. Điều gì mà quan trọng? Qua đi ngồi đi. Rồi, anh làm ghê nắng quá anh. Nắng quá nóng còn chết là tôi dặn cô nè. Dạ dạ. Chuyện này nguy hiểm lắm, bạn bè tôi phỏng vấn nói rồi. Sao? Tôi nói cô nghe. Tức là phỏng vấn Mỹ rồi hả? Phỏng vấn Mỹ rồi. Thì em với anh coi như vợ chồng trên giấy tờ. Mình là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Dạ. Không, nhưng mà Mỹ á, mình phải coi là vợ chồng thiệt. Rồi rồi phải. Đó, bạn bè phỏng vấn mới về nói nè. Họ hỏi gì vậy anh? Hỏi gì vậy? Mỹ nó hỏi mấy câu lắc léo lắm. Chính cha hỏi gì anh? Thậm chí nó hỏi á, hôm nay quần lót chồng cô mặc màu gì? Chết cha. Đó, hỏi tôi luôn đó. Đó. Ghê không? Trời anh ơi, cái gì ghê quá vậy? Ừ. Trời ơi, là làm sao mà em biết màu vậy, không biết anh cho em coi được. Ê! Trời ơi, không lẽ gái phi bảo với trời. Không, không phải, trả lời phỏng vấn là. Không phải, tôi dặn rồi. Dạ. Hôm bữa nào mà tôi mặc cái áo màu gì á, dạ, là cái quần trong tôi màu đó. Hay quá, hay, hay. Cái đó hay. Ví dụ hôm nay tôi mặc áo màu này nè, là ở trong đó. Em biết rồi. Hả? Vậy là ở trong nha, anh mặc nền màu tím, bông màu xanh, lá màu vàng, nhụy màu hồng. Trời ơi anh ơi, đàn ông mà anh mặc đủ màu, không lẽ anh mặc quần lót đàn bà. Tại nó đủ màu. Không phải. Chứ sao? Thí dụ vậy thôi. À. Chứ bữa mà đi phỏng vấn á, tôi mặc áo một màu à. À đúng rồi. Ờ. Nhưng mà mặc màu gì đừng mặc màu hường, ở dưới màu hường kỳ lắm á. Không phải màu hường, nhưng mà áo màu đỏ. Chồng có còn nữa. Hỏi gì anh? Nhiều khi nó gặp tôi á, nó hỏi hôm nay vợ mày mặc quần lót màu gì luôn. Trời em chọn rồi anh. Chọn gì? Em chọn rồi, em chọn màu tím. Trời ơi. Màu tím hoa tigon, hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta sẽ vỡ. Trời ơi. Thôi đi bà ơi. Sao vậy? Ba quần đó rồi tigon rồi vỡ tan tan nát bà biết cho ai biết. Không có gì ghê vậy anh. Đó không, còn nữa nè. Rồi. Nhiều khi nó hỏi nha, thường thường cô ngủ phía bên tay phải hay bên tay trái chồng cô? Trời ơi, sao biết được anh? Cô hỏi mấy câu đó ghê lắm, đúng không? Tôi á, thuận tay trái. À. Nghĩa là cô phải nằm bên tay phải tôi nha. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói em không hiểu. Anh thuận tay trái, em phải nằm bên tay phải, làm sao em chưa hiểu? Ủa nào giờ có người yêu chưa? Ờ, có rồi. Có rồi vậy nằm bên nào? Thôi anh bậy anh, không có, tụi em không có nằm gì hết trơn á. Tụi em mà yêu nhau cứ đi ra biển cái làm thơ cái mà nay về nhà đó. Trời ơi. Ờ bây giờ kép cô bỏ rồi phải không? Dạ bỏ rồi, sao anh biết hay vậy? Trời ơi biết hay quá, mà thời buổi này tự nhiên yêu nhau dẫn ra biển làm thơ, không làm gì khác à. Có nghĩa là nằm bên tay phải tôi thuận tay trái nè. Ờ hai vợ chồng mà phải nằm cạnh nhau phải không? Ờ nằm cạnh nhau. Dạ. Rồi rủi nửa đêm chồng muốn cái gì á, dạ, thuận tay. À. Không. Rồi rủi tự nhiên cô nằm bên tay này, tôi thuận tay tôi phải nó về. Trời ơi không hiểu gì hết trơn. Mỹ nó khó vậy anh ơi. Mỹ nó khó, nó ghê gớm lắm. Anh ơi, anh mới bay từ Mỹ qua, anh chưa ớt giáp gì anh làm anh tống em bao nhiêu câu hỏi em nhức đầu quá, không ấy vậy anh. Sao? Anh kể chuyện nước Mỹ của anh cho em nghe đi. Mỹ dạ hả? Bị đằng nào cũng sắp đi, anh kể thử là đúng cái tưởng tượng của em không? À, tôi kể cho cô nha. Nước Mỹ á là một đất nước rất là rộng lớn. Rồi. Bao la. Rồi. Có một điều á, sống với Mỹ là phải hiểu câu này. Sao? Đối với Mỹ là yes or no. Yes or no. Rồi. Không được quyền năn nỉ. À không có năn nỉ. Phải không? Có nghĩa là khi bị police bắt lại ha, dạ, không được hối lộ. Chấp nhận tiết kịch. Thấy không? À. Còn nữa, đi mua đồ không trả giá. À, không trả giá. Giá nào ra giá đó. Ồ, vậy anh. Mà đặc biệt nhất á, rau muống mắc hơn thịt gà. Mỹ là vậy đó. Vậy đó anh, hay quá ha. Coi là nước biển rộng lớn đó phải không anh? Rộng lớn bao la. Mà nước biển mà rộng lớn như vậy đó, chắc là biển nó rộng lắm anh ơi. Mà biển nó rộng thì chắc nhiều con ốc lắm anh ơi. Em tặng anh bài thơ nghe anh. Anh là đại dương lớn, em là con ốc nhỏ. Ngày anh ra đi ốc chết khô một mình. Thôi. Dạ. Cô cứ làm thơ hoài á. Dạ. Ở đây người Việt Nam nghe còn hiểu. Dạ. Cô làm thơ tiếng Việt qua bển Mỹ ai hiểu? Em dịch tiếng Mỹ anh. Trời ơi. Biết làm thơ dịch sang tiếng Mỹ luôn. Dễ dàng anh ơi. Thiệt không? Dạ. Tôi cho cô câu này thử coi nha. Dạ dạ. Dịch được không nha? Dạ dạ.
Anh ra đi mùa thu không trở lại. Quá vậy anh ơi. Anh ra đi mùa thu, you go the fall. The fall không trở lại là the fall, go 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 go. Trời ơi. Nó cứ đi hoài vậy làm sao nó trở lại được anh. Trời ơi, trời ơi. Cô làm thơ kiểu này á, tôi tặng cho cô này nha. Chi? Du làm thơ sexy mother quá. Là gì anh? Sex là buồn, còn si là thấy, mother là mẹ, buồn thấy mẹ. Làm thơ kiểu đó chết luôn á. Có gì đâu, nhưng mà em nói anh nghe, đối với em thơ là cuộc sống cùng với em đi khắp nẻo gian truân. Còn đối với tôi hả, tiền là cuộc sống đi với tôi khắp nẻo thế gian. Nói tôi nghe. Ở Mỹ nha, thiếu money là quan trọng nhất. Cũng chính vì thiếu cái đó nha, tôi hai lần bị vợ bỏ đó. Ủa chứ anh hai đời vợ rồi hả? Sao Việt Nam không nói chuyện này ta ơi? Không, ly dị rồi, ly dị đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng rồi. Sẵn nay tâm sự cô biết nè. Sao anh? Hồi lúc trước cái đầu tiên tôi lấy vợ, vợ tôi đẹp lắm. Đẹp mà ngang ngửa với hoa hậu luôn đó. Vậy á. Nhưng mà tôi nhớ câu ông bà ta ngày xưa nói nè, vợ đẹp là vợ người ta. Đúng rồi anh. Tôi mới sợ mất vợ. Lo nhà giữ vợ riết. Có ngày nó kêu ra nói anh ơi ở với anh không có tiền xài. Thôi mình chia tay nha. Rồi đó hả? Là sao tôi chia tay. Rồi. Lần thứ hai rút kinh nghiệm, tôi không lấy vợ đẹp nữa. Rồi. Tôi kiếm vợ suốt là xấu. Vậy đó. Cho yên chí anh ơi. Em nói thiệt á, vậy vợ xấu yên chí á. Xấu xấu cả cô á. Sau đó tôi ráng đi làm. Tôi cài một ngày 2-3 chớp có tiền cho vợ tôi. Xong xuôi một ngày nào đó kêu ra tôi nói thôi anh ơi ở với anh chán quá, anh cứ lôi làm hoài à, thôi mình chia tay nha. Xong. Là bỏ thêm lần thứ hai bỏ nữa. Bỏ thêm lần thứ hai nữa. Trời ơi tội anh quá ha. Bởi vì em nói mà hôn nhân là mồ chôn của ái tình đó anh. Nữa. Cái bà này mở miệng là thơ à. Thôi bây giờ vô thực tế tôi hỏi cô nè. Dạ. Bây giờ thí dụ như ngày đầu tiên cô qua Mỹ cô làm gì cô nói nghe. Có anh trắc nghiệm em đem qua sống bên Mỹ được không? Em để trong đầu em hết rồi. Coi như anh làm giấy tờ bộ lãnh em qua ha. Em bước xuống bao giờ em đi bước xuống Mỹ nha. Cô qua Mỹ dạng gì vậy? Chồng bảo lãnh. Chồng bảo lãnh cô đi thọt 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 về chồng tưởng cô đi ra qua dạng handicap á. Đâu có anh ơi, qua Mỹ nè, cầu thang máy bay xuống người ta trải thảm đỏ cho em bước xem phi phút nhẹ nhẹ rồi rất thảm rồi đó. Đó, đó thấy chưa? Đó, thấy không? Cô mơ tưởng gì. Sao bắt đầu? Thank you. Bắt đầu ra thank you luôn vậy? Anh không biết hả, em nghe đồn bên Mỹ trời con gái có giá lắm. Xấu cỡ nào cũng được kỹ sư bác sĩ theo á. Cho nên em vừa bước xuống cầu thang nè, cái kỹ sư bác sĩ bu tới tặng bông em thank you. Xong ai cũng nói với em là you are so beautiful. Đó, thằng em vậy đó. Tội nghiệp cô tưởng tượng quá. Sao vậy? Xin lỗi cô nha. Con gái có giá cách đây 30 năm kìa. Còn bây giờ bên Mỹ cũng có giá nữa. Mà giá trụng á. Còn một đống của bệnh đó bà. Còn sao nữa? Em nói anh nghe ha. Xong cái chiều em không có làm gì. Bắt đầu em bắt đầu em bước ra cuộc sống bắt đầu. Ê. Ở bệnh ăn gạo trắng mà không có thóc đâu mà sàn sàn thóc. Không đâu phải sàn thóc đâu. Chứ cô làm gì nè? Không có. Em chèo thuyền ra biển em chơi. Trời ơi. Em qua bển em mua một căn nhà sát ngoài biển em ra biển em chơi vậy đó. Dạ xin lỗi cô. Nhà ở bển á, mà qua bển mà làm lương ba cọc ba đồng mà suốt cuộc đời không mua được cái mái nhà nữa, không kia mua nhà ngoài biển. Ủa vậy đó hả? Mua nhà ngoài biển bộ bên nó mắc lắm hả? Mắc lắm. Sao kỳ chứ, dưới quê em á, căn nhà sát biển có 6 chỉ vàng à. Được rồi, quê cô đâu? Cà Mau. Nhưng mà biển này biển bên Mỹ cô ơi. Ủa vậy hả? Rồi đó, em tiếp tục ra xong sáng em ăn sáng xong đó, em breakfast xong bắt đầu em đi nè, em đi chơi nè, đó. Biết bà này có bị tửng không trời? Đó. Cô làm gì vậy? Em đi shopping anh ơi. Trời. Em mua quần áo xong em đưa người làm em cầm. Trời ơi, quay cô. Hả? Bên Mỹ á, hãng xưởng cũng không có người làm nữa. Cô qua không làm gì hết, cô đi shopping có người làm. Ở đâu ra vậy bà? Ủa vậy hả? Đi xuống đi. Đi xuống rồi đó. Không được rồi. Vậy hả? Mà nói cô nghe nè, không bây giờ cô tưởng tượng nhiều quá đi. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Nếu như mà cô có một cái vốn liếng là 100 ngàn á. 100 ngàn đô Mỹ anh? Cô qua Mỹ cô làm gì 100 ngàn? Trời ơi em tính trong đầu đó anh ơi. Em mà có 100 ngàn đô la Mỹ á, em sẽ cắt một nửa tiền. Em gửi về cho ba má em bên Việt Nam á. Có tình cảm, có tình cảm. Coi như sửa nhà, sửa cửa hen. Xong cho bà con làng xóm của xóm em á mua một cái tivi màu nè. Đó, có để tình cái cảm. Tủ lạnh nè. Được. Đó. Còn 50 ngàn kia anh biết không? Em mua bông. Cái vậy? Em thải ra biển anh ơi. Trời ơi. Em thải thật là nhiều ra biển vậy đó. Để cho sóng nó đánh lên vậy đó. Cái nàng tiên cá bước lên nè. Cái em làm nguyên dòng qua vương điện. Thôi đi cô ơi, cô ơi. Tôi. Hình như cô này hơi mát thì sao trời. Cô sống thực tế chút xíu đi.
trời đất ơi, thời buổi này mà tự nhiên có 50.000 mua bông thải về biển. Tôi nói thiệt với cô nha, tôi mà có 100.000 biết làm sao không? Tôi lập tức trả liền nợ hết. Mấy cái này ca trả hết, còn dư bao nhiêu hả? Tôi đao xuống mua chiếc xe mẹ xe đi chạy chơi. Cô sống kiểu đó thì cô bị gọi là cô chết đó, cô điên á. Sống điên vừa vừa nãy giờ nói chuyện với cô tôi bực mình quá. Trời ơi, nhưng mà tôi hỏi anh nè, tôi sống ở đây á, nếu mà tôi không mơ mộng là sao tôi sống cho nổi? Là tại sao? Tại sao vậy? Anh không có hiểu cuộc sống của tôi ở đây đâu. Anh biết không, tôi bỏ ba má tôi bỏ chòm xóm tôi đi qua đây nè. Tôi có một thân mình tôi à, tôi không bà con thân thuộc gì hết. Anh thấy hàng ngày á, tôi bươn chải ngoài đường, tôi chạy tôi bán bao nhiêu thứ đó đó. Rồi đêm về, tôi về cái nhà trọ nhỏ xíu của tôi, tôi nằm một mình. Nhiều đêm tôi nhớ má tôi ghê lắm á. Tôi muốn về thăm bà cũng không được, nhưng mà bà muốn qua đây thăm tôi cũng không được. Mấy mẹ con cái chục năm nay không thấy mặt nhau nữa. Rồi dì Năm nói là có người sang lo giấy tờ. Tôi mơ một nước Mỹ quá đẹp, anh biết không? Tôi mơ trời trong, mây xanh rồi tuyết trắng. Tôi mơ đủ thứ, rồi tự nhiên anh qua đây. Anh làm tất cả những mơ mộng của tôi nó tan nát hết à. Anh coi cuộc sống của tôi đây, tôi không biết tương lai tôi đi về đâu, tôi phải mơ mộng chứ. Anh bắt tôi sống thực tế làm cái gì? Nếu như thực tế buồn thì người ta mơ mộng sướng hơn. Xin lỗi cô nha. Có lẽ vì cuộc sống bên Mỹ nó vật lộn làm cho tôi, con người thủ đấm nó khô khan đi. Không có biết mơ mộng hay là không có biết cái gì gọi là lãng mạn hết. Cho nên tôi nói có gì hơi lỡ lời, xin lỗi cô. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô á, tôi tức lắm. Cô có biết là nếu như tôi có 100 ngàn, cô biết tôi làm cái gì không? Thì anh nói đó, anh mua cái Mercedes anh chạy vòng vòng Mỹ cho chảnh á. Không, không phải vậy, không phải vậy. Vậy anh có tiền anh muốn cái gì? Tôi muốn ngủ. Tôi thiệt với cô, bên Mỹ tôi làm một ngày cày 2-3 chớp lận. Chỗ làm thì xa nhà, mỗi lần đi làm về là nằm xuống lo ngủ à. Tôi thiếu ngủ tới mức độ tôi thèm được ngủ. Mà thiếu ngủ thì người nó ngu đi. Giả lại từ bên Mỹ mới qua Phi, giờ giấc còn đảo lộn cho nên đảo không được tỉnh táo. Cho nên tôi có cái gì đừng giận nha. Nãy giờ nói thiệt á hả? Nãy tôi nói giỡn. Là buồn ngủ thiệt á hả? Trời ơi, lúc nào cũng buồn ngủ, con thiếu ngủ lắm. Trời coi. Tôi tưởng chuyện gì, nếu anh buồn ngủ thì anh nằm đại đi ngủ đi nè. Biển đây nè, thoải mái lắm, anh nằm đại đi đi. Đây nè. Ê, con. Hả? Có mời cái gì tôi từ chối được, chứ mời ngủ là không từ chối nha. Ngủ đi anh, đôi khi sóng á, sóng biển nó sẽ ru cho anh ngủ. Ngủ đi, nằm đây tôi canh chừng cho. Không, tôi thích ru lắm mà không cần sóng ru, tôi thích người ta ru được không? Tôi ru cho, nằm xuống đi. Thiệt không? Thiệt. Nằm thiệt à? Hả? Chơi luôn. Anh nhớ nha, anh nằm bên đùi trái tôi nha. Mỹ phỏng vấn nhớ nó đùi trái, nó đùi phải cho rớt rồi nha. Nhớ rồi. À, đừng xích vô quá cha, chưa làm giấy tờ á. Ghê là anh dễ sợ. Anh nằm với tôi ru cho nha. Rồi. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Trời đất ơi, cô ru kiểu này là Mỹ nghe là chết á. Tôi ru mấy đứa nít trong làng quen tôi rồi. Tôi là chồng cô mà mẹ ru con ngủ. Ủa cô, qua thằng làng vậy quá. Nhớ có điện thoại. Cái gì vậy anh? Thôi có điện thoại. Có điện thoại hả? Hello. À, dì Năm, có dì Năm. Dạ gặp rồi dì Năm ơi. Dì Năm. Cháu dì Năm cũng dễ thương lắm. Hơi tửng tí. Dạ, hả? Muốn nói chuyện với lại cháu dì Năm mà. Dạ. Phone bên Mỹ hả? Phone Mỹ gọi đó. Nói là lẹ nha, tốn tiền. Trời ơi, dì Năm, dạ, con gặp rồi dì Năm. Bây giờ làm sao? Coi như ngày mai là đưa ra làm giấy tờ là đưa trước 1/3 dì Năm. Xong rồi qua bên Mỹ dì Năm thanh toán con, rồi khi con qua bển con thanh toán dì Năm. Dạ, cảm ơn dì Năm. Rồi, xong rồi anh tôi nói mới có 1 phút rồi anh. Rồi, dạ. 45 đồng. Anh tôi nói ngay vậy nè. Bây giờ anh vậy ha, có thể ngày mai mình ra mình làm giấy tờ, xong rồi tôi sẽ đưa anh trước 1/3 như là cái giá mình muốn. Rồi nay mai qua Mỹ coi như dì Năm tôi sẽ đưa hết cho anh, nghe anh? Được không? Cô ơi. Hả?
À, bây giờ chắc có lẽ tôi thay đổi ý định rồi cô. Trời, cái gì anh? Anh giỡn mặt hoài anh. Thiệt. Thì cái giá đó đưa anh. Mà sao anh kỳ cục vậy? Trời ơi, tôi với gì năm liên lạc bao nhiêu năm sao anh chịu cái giá đó rồi anh biết không? Anh được một cái giá nó rẻ, anh coi là tôi bán một cái này anh biết không? Tôi lời có nhiêu, có 20 peso à. Nên phải bán 40 ngàn cái này tôi mới đủ tiền chung cho anh, vì anh đòi giá là làm sao? Tự nhiên lên giá là buôn bán gì kỳ cục vậy anh? Tôi nói anh nghe làm gì cũng vậy á. Buôn bán làm gì vậy không? Bây giờ như vậy. Anh muốn lấy nhiêu nói đi, bây giờ anh muốn lấy nhiêu? Tôi muốn lấy cô. Anh giỡn hoài anh. Trời ơi. Bà con làm gì vỗ tay vậy? Ủa, này anh nói vậy nó làm tôi chóng mặt tôi nghe. Anh muốn gì? Tôi muốn lấy cô thiệt. Tôi thấy cô cũng hơi thơ mộng mộng, hơi tưởng tượng tí xíu, nhưng mà con người cô nó cũng có một chút gì nó tình cảm. Vậy lại tôi hy vọng là cô là người vợ thứ ba tôi, cũng là người vợ cuối cùng. Hai đứa mình có thể... Ủa vậy anh muốn lấy tôi thiệt? Thế thiệt? Không. No money. No income. Dạ. Vậy thì coi như là chiều nay anh bay qua đây, chiều nay. Chiều nay anh về trước biển. Trời tháng sáu cũng chẳng buồn mưa. Biển không mặn như ngày xưa nữa. Cái ngày đôi ta nắm tay nhau cùng nhảy sóng. Chúng ta cùng nhảy sóng. Ủa sao tự nhiên diễn bệnh làm thơ mà này trời? Thôi. Trời ơi, làm thơ mà kiểu này qua hai chồng ăn chết đói à. Bây giờ đói bụng quá, bây giờ dẫn tôi đi ăn cái đi. Rồi, được rồi, tôi giờ sẽ dẫn anh đi ăn cháo lòng. Cái gì? Ăn phở? Trời ơi, đây người ta phi cháo lòng mà tới là phở đó cha. Đây, vậy hả? Đây, 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 đây